Hello, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình có rất là nhiều đồ chơi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đây. Một bộ đồ chơi tất cả đều có một màu đỏ. Nó bị dính màu này các bạn ơi. Oh my god. Bây giờ mình sẽ đem tất cả những món đồ chơi này đi rửa nha. Let's go. Ta-da, đây là một cái thau nước của mình này các bạn ơi. Một thau nước rất là sạch. Mình sẽ dùng để rửa những món đồ chơi này nha. Bắt đầu thôi. Món đầu tiên mình muốn giới thiệu tất cả các bạn đây. Oh my god, màu dơ quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ rửa thật sạch nha để xem đây là bán gì nào. Wow, đây là một con Stegosaurus. Mình sẽ bỏ vào rổ nha. Ok. Rồi, tiếp theo. Các bạn đã đoán được đây là món đồ chơi gì chưa? Mình sẽ bật mí ngay sau đây, đợi mình một tí nha. Đây là một con lừa nha các bạn ơi. Đây là con lừa này các bạn. Bỏ rổ. Rồi, món tiếp theo nha. Hai miệng luôn này các bạn ơi. Dilophosaurus. Quá là đẹp luôn nha các bạn ơi. Rồi, để xem món tiếp theo nha. Đây, mình sẽ rửa món này. Một con tê giác nè các bạn ơi. Oh my god. Rồi, bỏ đây nha. Rồi, món đồ chơi tiếp theo. Wow, đỏ chói luôn các bạn ơi. Đây là con gì đây? Rửa nào. Một con báo hồng nha các bạn ơi. Wow, đây là con báo hồng nè các bạn. Rồi, mình sẽ bỏ đây. Rồi, món tiếp theo. Xem đây là món gì nào. Mình đoán xem nha các bạn ơi. Lần này là con báo đen. Oh my god, hai con báo một lúc nè các bạn ơi. Một đen và một hồng. Rồi, để xem. Còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Một con gấu trúc. Rất là dễ thương nha các bạn ơi. Nó chạy khỏi tay mình luôn này. Để ra các bạn ơi. Đây là con heo nha. To để ra nha. To hơn cái bàn tay của mình luôn này các bạn ơi. Màu nó bị bình dội trôi đi mất rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa nó thật sạch nha các bạn. Brachiosaurus. To không các bạn ơi. Rồi, món đồ chơi tiếp theo. Con này cũng to lắm nha. Rồi, rửa nó các bạn ơi. Vastatosaurus nha các bạn. Oh my god, con khủng long này đẹp quá các bạn ơi. Món tiếp theo nào. Mình sẽ lấy cái đầu này cho các bạn coi nha. Để xem đây là một cái đầu của con khủng long rồi đây các bạn ơi. Rồi, các bạn đã đoán được chưa? Đúng rồi, đây là cái đầu của con Chigaratops. Nó cắn được luôn này các bạn ơi. Món tiếp theo. Một cái bàn
chân. Đây, để xem bàn chân còn bao nhiêu đây. À, một cái bàn chân của con khủng long bạo chúa đó các bạn ơi. À, ha, ha, ha. Rồi, tiếp theo nha. Lần này là con chim này các bạn ơi. À, Papotheralodon. Oh, tiếp tục một cái bàn chân nữa nè các bạn ơi. À, sẽ rửa thật sạch nha. À ha, bàn chân còn lại của con khủng long bạo chúa T-Rex này các bạn ơi. Rồi, bỏ hết vào đây. À, mình đã hết rồi nha các bạn ơi. Đây là những món đồ chơi ngày hôm nay của mình. Và rất là nhiều nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.